Rõ ràng là chúng ta cố gắng đi lao động miệt mài để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cuối cùng loay hoay một hồi nên là lao động miệt mài để mất gia đình, thì cái này nó không tỉnh giác là chết. Em có một câu hỏi là câu hỏi này em bị từ lúc khởi nghiệp tới tới nay mà chưa giải quyết được, Dạ. là nếu mà làm chậm chắc thì Vâng. nó lâu tới, còn mà làm mà đầu tư ra như giống như em làm ra được bao nhiêu, cứ đầu tư như là mình cứ em phát triển thì lúc nào em cũng đầu tư vào, như là đầu tư càng nhiều thì đi nó sẽ càng nhanh, nhưng Vâng. mà đem đầu tư vậy thì có nhiều lúc bị gãy dòng tiền, Vâng. và cũng phải đi vay mượn, mà giống như cái cửa hàng cái em nó càng phát triển lên đó thì nó tỷ lệ thuận với cái nợ em nó gánh lên, Vâng, đúng mà rồi. làm thì lãi thì có, càng Lời là trên giấy thôi, chứ không lãi lời càng trên thấy tiền. nhiều, nợ cũng càng thấy nhiều luôn. Vâng, đúng rồi. Toàn Mà bộ toàn bộ lời nó nằm trên giấy, chứ không lời nó không nằm ở trong trong két. thì nó chính xác, tiền lời giống như nó nằm ở cửa hàng, giống như cửa hàng càng lớn thì mà em cũng không biết là mình nên đi chậm lại hay là, tại vì theo cái Vâng. đà này thì em thấy đi hơi hơi nhanh. Vâng, thưa anh, là trong doanh nghiệp nó có bốn cái nguyên tắc đồng tốc của những cái thứ này. Đầu tiên là nó đồng tốc về cái năng lực của anh. Ví dụ như là năng lực của anh mà nó giống như kiểu năng lực của anh chỉ là anh xe đạp mà anh đẩy doanh nghiệp nó thành cái mô tô thì chắc nó sẽ tài nặng. Cho nên đầu tiên nó một doanh nghiệp nó chạy nó phải đồng tốc với này, đầu tiên là năng lực của ông lãnh đạo. Thì nó giống như kiểu mình nuôi con hổ thì mình có thịt thì mình hổ nó sẽ nghe lời mình, nhưng mà mình hết thịt cho nó ăn thì hổ nó sẽ ăn thịt mình. Thì nó giống như kiểu mình nuôi một cái doanh nghiệp cũng vậy. Nếu mình ngày nào mà mình tư duy mình còn cầm cương được nó, tức là cái tư duy của mình lớn hơn cái doanh nghiệp đó, thì mình còn cầm cương được cái doanh nghiệp, mình còn điều khiển được doanh nghiệp. Nhưng ngày nào doanh nghiệp nó vượt qua cái ngưỡng năng lực quản trị của mình thì ngày đó doanh nghiệp nó ăn thịt mình, và cuối cùng anh bấn loạn hết. Đây là trường hợp rất nhiều người mất toàn bộ cuộc sống, mất toàn bộ gia đình và mất toàn bộ gia sản. Thì cái lòng tham nó không đồng bộ với trí tuệ thì nó dẫn tới tình trạng đó. Thế thì nó đồng tốc sự phát triển quy mô của doanh nghiệp, nó đồng tốc với năng lực của ông lãnh đạo. Thứ hai, nó đồng tốc với thứ hai nữa là năng lực phát triển hệ thống của nhân viên. Cái thứ hai là nhân viên nó có phát triển kịp không. Ví dụ như năng lực của em nó hoàn toàn điều hành được doanh nghiệp vài nghìn tỷ, vài chục nghìn tỷ, vài trăm nghìn tỷ, nhưng mà vấn đề là hệ thống nhân viên nó có đồng tốc không. Mà nếu hệ thống nhân viên nó không đồng tốc thì nó giống như kiểu tàu hỏa mà cái đầu tàu chạy nhanh quá, xong chạy một hồi nó cụt mất mấy cái toa sau nó nằm lại, mà đầu tàu vẫn chạy tiếp, thì không khác gì mình chạy nhanh quá nó tụt quần ra rồi mà vẫn cứ chạy tiếp. Thì cuối cùng là một hồi là nhìn lại thấy mỗi thằng tướng mà trông nó nhếch nhác chả quần áo như người nguyên thủy, còn lại quân cán là không thấy đâu. Đấy, cái hình tượng đấy là hình tượng của doanh nghiệp ấy. Thì cái này nó gọi là không đồng tốc giữa giữa cái lãnh đạo và cái trình độ nhân viên. Đấy là lý do mà anh Vượng, để tránh tình trạng anh bị tụt quần là anh ấy phải bỏ tiền ra anh mua nhân sự, là bao nhiêu tiền cũng phải mua về cho nó đồng tốc. Đấy là cái câu chuyện thứ hai về tính đồng tốc. Cái đồng tốc thứ ba ấy, là đồng tốc về cái nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Thì rất nhiều anh chị là tham, cho nên cái nguyên tắc là vay ngân hàng là khi nào vay đến tầm độ khoảng 60% tổng giá trị doanh nghiệp thì tức là cái cơ sở nó vẫn còn cái cơ sở để mà sống sót. Nhưng mà vay đến tầm 80% giá trị doanh nghiệp là nguy cơ chết là rất cao. Tại sao vậy? Là bởi vì tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng là khoảng 7% một năm. Thế thì nếu anh vay 60% thì tức là anh phải mất khoảng 4,2% một năm trên tổng mức đầu tư. Mà tỷ suất bền vững lợi nhuận của doanh nghiệp nó rơi vào tầm khoảng 15% đến 20% là cùng. Vậy thì rõ ràng là 4% anh trả cho ngân hàng mà tỷ suất lợi nhuận của anh là 15%, thì anh còn 10%, tức là anh có cơ hội trả nợ. Còn nếu không thì anh chết. Cho nên 60% trở lại thì sống. Mà vay đến trên 60% tổng giá trị doanh nghiệp là chết. Như vậy đồng tốc thứ ba, đồng tốc về 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 lượng vốn tự có hoặc vốn cấu trúc vốn. Đấy là câu chuyện thứ ba về đồng tốc. Và cuối cùng là nó đồng tốc cả với thời gian mà anh dành cho gia đình và doanh nghiệp.
Bởi vì ngay kể cả ba cái chức đồng tốc, tức là năng lực của anh đồng tốc, năng lực nhân viên đồng tốc, nguồn vốn của anh đồng tốc, nhưng mà thời gian anh liên tục anh phải dành 12 tiếng một ngày, thì rồi anh cũng đứt tốc mà anh chết. Xong một hồi về vợ nó bỏ, đấy không? Vợ nó bỏ cho nó không chịu được. Vậy thì chúng ta cần bốn cái đồng tốc. Một là đồng tốc trình độ của người lãnh đạo. Hai là đồng tốc trình độ của nhân sự. Cho nên cần mà trình độ của nhân sự thì cần thời gian đào tạo. Thứ ba là đồng tốc về mặt cấu trúc vốn. Và thứ tư là đồng tốc về mặt năng lực thời gian. Cái thời gian ấy, cộng với tuổi tác của mình, sao cho nó cân bằng. Thì đấy là những thứ mà mình cần phải đồng tốc. Và phải lưu ý cái đó. Đừng vì tiền mà làm, mà hãy vì hạnh phúc mà làm. Thì nó bớt tham, thì nó cân bằng hơn, nó đồng tốc hơn, nó hạnh phúc hơn. Nhớ là đừng vì tiền mà làm, mà vì hạnh phúc của cái gia đình này, vì hạnh phúc của cán bộ nhân viên này, vì hạnh phúc của những khách hàng đang là khách hàng của ta, thì tôi đảm bảo là lúc nào bác cũng an yên hạnh phúc. Và điều lớn quan trọng nhất, lớn nhất trong cuộc đời này là không phải là to con hay con, không phải là thằng làm doanh nghiệp to hay doanh nghiệp bé, mà thằng nào hạnh phúc hơn thằng nào. Cũng không phải là người phụ nữ xinh hay xấu, mà người phụ nữ nào hạnh phúc hơn người phụ nữ nào. Thế cho nên là đừng tham mà đánh mất đi cái giá trị hạnh phúc. Đấy thì Tuấn chỉ chia sẻ với bác Hiếu như vậy thôi. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842424466, website ceohcm.edu.vn, fanpage Học viện CEO miền Nam, địa chỉ tòa nhà Work Labs, số 6 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.